Vâng, mến chào các anh chị cô chú đến với nhà đất Ngọc Tâm. Thì hiện tại tôi đang đứng ở DH20 thuộc ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì hôm nay thì Tâm xin giới thiệu các anh chị cô chú một lô đất ngang năm dài 32,2, một tổng diện tích là 161 m, thổ cư 100% nha mọi người. Thì cái hướng bên tay phải Tâm thì tầm khoảng 1 km nữa thì ra ngoài 85A. Còn bên tay trái bên trong đây thì về cầu sắt ra Thượng Thành, về đường ngã tư Chợ Chạm. Thì khoảng tầm chừng 200 m nữa thì gần chợ nè, trường học nè, trạm y tế Phước Lâm. Nói chung thì ở đây là dân cư rất là đông đúc luôn mọi người. Và thì cái miếng đất của mình mà muốn giới thiệu cho mọi người đây á, là cách đường xe hơi tầm khoảng 50 m. Thì bây giờ các mọi người hãy theo chân Tâm để vô miếng đất nha. Đường hiện tại là đường đan nha mọi người. Một khoảng nữa là đá, nhưng tương lai sẽ mở rộng. Đường đan ha. Đây. Cái đất mình đây nè. Hai bên là có nhà sẵn luôn ha. Đây. Thì đất mình là diện tích là ngang 5 từ cái cọc này. Cái cọc này thấy không? Tới cái miếng cọc này. Đây. Chạy dài xuống tới dưới cái miếng hào dưới kia luôn. Ngang 5 dài 32,2 m. Tổng diện tích là 161 m. Thì chủ gửi bán với cái giá là 550 triệu. Đất này thuộc ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì đất mình nó không có dính trong nằm trong dự án hoặc quy hoạch nào nha mọi người. Đây, đường trước đất là 1,5 m nè. Đường đan, dân cư thì nhà san sát nhau ha. À, trong đây thì nhà cửa cũng hàng hà luôn, um rụp mọi người thấy nè. À, thì đất ở đây thì nó lên nền cao rồi, đất sạch không màu mã, tiện cho các anh chị là về xây nhà ở thì uống là ok luôn, giá lại mềm nữa. Ở đây thì nó nằm gần nhiều cái dự án phân lô nha mọi người. Bên đây là có nhiều dự án phân lô bên đây. Mốt là về là nhà cửa rất là san sát nhau rất là nhiều luôn. Thì Tâm xin nhắc lại về cái diện tích đất và cái giá. Thì cái diện tích đất là ngang 5
ngang 5 ha. Ngang 5 dài 32m2, tổng diện tích là 161m. Đất của mình thì thuộc xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì chủ gửi với cái giá là 550 triệu. 550 triệu nha mọi người. Thì các anh chị cô chú quan tâm thì liên hệ số điện thoại của Tâm 0937 629 679. Và nếu muốn thêm biết thêm chi tiết thì xem với phần mô tả dưới đây. Và bây giờ thì Tâm xin kết thúc video tại đây. Thì xin các anh chị cô chú cho Tâm một like, một share và một đăng ký ủng hộ kênh. Và bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại.